11 công dụng tuyệt vời của bã cà phê có thể bạn chưa biết. Bã cà phê là phần bã còn lại của bột cà phê sau khi đã được pha chắc lấy nước cà phê nguyên chất. Tuy nhiên, phần bã này lại có những công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết. Cùng mẹo vặt cuộc sống tìm hiểu 11 mẹo hay sử dụng bã cà phê nhé. Số 1. Bã cà phê xua đuổi con trùng Theo các nghiên cứu, Hợp chất được tìm thấy trong cà phê như caffeine và zitacrene có thể giúp tiêu diệt được côn trùng và sâu bọ gây hại. Vì thế, tác dụng của bã cà phê hiệu quả trong việc ngăn chặn mũi, ruồi, bọ cánh cứng và một số loài gây hại khác. Để diệt côn trùng và sâu bọ gây hại, bạn hãy cho bã vào một cái chén ở chỗ côn trùng hay lui tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngăn chặn sâu bệnh, ốc sen vào vườn cây của bạn bằng cách trải bã cà phê xung quanh cây trồng. Số 2, bã cà phê làm phân bón cho cây. Đất thường không chứa đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển tối ưu của cây. Trong một số trường hợp, cây trồng hấp thu các chất dinh dưỡng từ đất thì cũng làm cho đất cạn kiệt dưỡng chất. Vì vậy, bạn cần phải bón thêm các chất dinh dưỡng cho cây để cây phát triển tốt. Cụ thể, bã cà phê có thể cung cấp một số khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của cây trồng là nitơ, canxi, kali, sắt, phốt pho, magie và chrome. Ngoài ra, tác dụng của bã cà phê còn giúp giảm nồng độ kim loại nặng gây ô nhiễm đất. Hơn nữa, chúng còn giúp thu hút một số loại dung rất tốt cho khu vườn của bạn. Bạn có thể sử dụng bã cà phê bón phân cho cây bằng cách rải chúng lên đất xung quanh cây trồng của bạn. Số 3. Bã cà phê giúp diệt bỏ chết cho thú cưng. Một số loại bọ chết sống ký sinh trên vật nuôi không chỉ gây hại cho thú cưng mà còn gây hại cho con người một số sản phẩm giúp diệt bỏ chết trên thị trường có chứa nhiều hóa chất, gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Vì thế, bạn có thể sử dụng bã cà phê như một phương pháp tự nhiên giúp làm sạch bọ chết trên vật nuôi. Sau khi tắm cho vật nuôi, bạn trà bã cà phê lên lông của thú cưng rồi rửa sạch và lau khô như thường lệ. Số 4. Bã cà phê khử mùi hôi hiệu quả. Dưới đây là một số tác dụng của bã cà phê giúp bạn khử mùi hôi, trung hòa mùi từ tủ lạnh. Bạn cho bã cà phê vào một cái chén rồi để trong tủ lạnh, hoặc tủ đông để khử mùi từ thực phẩm bị hư hoặc thực phẩm có nhiều mùi thơm, giúp thông thoáng phòng. Bạn để bã cà phê trong một chiếc tất cũ rồi buộc chúng lại và treo ở một nơi nào đó để không khí trong phòng thông thoáng hơn. Khử mùi hôi trên những vật dụng cần thiết. Bạn để bã cà phê vào một cái túi rồi buộc chúng lại và đặt ở trong giày, túi tập thể dục, ngăn kéo phòng ngủ, dưới ghế xe hơi hoặc bất cứ nơi nào khác cần khử mùi. Dùng khử mùi hôi ở tay, bạn có thể để túi bã cà phê ở bồn rửa chén và sử dụng chúng để chà tay sau khi cắt tỏi hoặc hành để khử mùi hôi. Số 5, bã cà phê sử dụng làm chất tẩy rửa tự nhiên. Bã cà phê có thể giúp bạn loại bỏ các vết ố trên các bề mặt khó làm sạch do đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Vì thế, bạn có thể sử dụng bã cà phê như một chất tẩy rửa tự nhiên thay cho các chất tẩy rửa bằng hóa chất bằng cách rác bã cà phê trực tiếp lên các dụng cụ nhà bếp để làm sạch và cọ rửa các vết ố bị dính trên lò vi sóng, vỉ nướng, nồi, chảo, chén, đĩa, tô, đũa, muỗng. Số 6. Bã cà phê giúp chăm sóc và làm đẹp da Các hạt thô trong bã cà phê hoạt động như một chất tẩy tế bào chết để giúp bạn loại bỏ bụi bẩn, làm sạch sâu cho da và tăng cường sức khỏe tổng thể cho da. Bên cạnh đó, Chúng còn giúp bạn giảm thâm quần và lão hóa ở mắt do hàm lượng chất chống oxy hóa và caffeine cao. Cà phê cũng giúp kích thích lưu thông máu quanh mắt và chống lại các gốc tự do để mắt bớt thâm quần và xuất hiện nếp nhăn. Số 7. bã cà phê giảm tình trạng sần da cam Sần da cam là hiện tượng mô mỡ tích tụ dưới da bị phình ra, thường là ở mông và đùi khiến da không bằng phẳng và sần sùi. Hiện tượng này ảnh hưởng đến hơn 80% phụ nữ trưởng thành vì trong bã cà phê có chứa caffeine, do đó bạn có thể sử dụng để cải thiện tình trạng sần da cam bằng cách trộn bã cà phê với nước hoặc dầu dừa, và thoa lên da bị sần trong 10 phút 2 lần mỗi tuần. Số 8. nhuộm tóc nâu với bã cà phê Nếu bạn không muốn gặp tác hại của thuốc nhuộm tóc khiến tóc bị sơ rối hay thậm chí là còn khiến bạn bị ung thư thì có thể sử dụng bã cà phê để nhuộm tóc. Cách nhuộm tóc nâu bằng bã cà phê như sau. Bước 1. Bạn cho bã cà phê vào 400 đến 500 ml nước sôi rồi cho dầu xả vào trộn đều. Bước 2, bạn chờ cho hỗn hợp nguội rồi thoa đều lên tóc từ chân đến ngọn tóc. Bước 3, mát xa da đầu trong vòng 2 phút rồi chụp mũ tắm lại, chờ trong vòng 1 tiếng rồi gội sạch đầu lại bằng nước lạnh. Lưu ý, bạn không nên để lâu hơn 1 tiếng vì sẽ làm tóc bị khô. Màu cà phê chỉ lưu trên tóc được 4 đến 5 ngày nên đây không phải giải pháp tốt nếu bạn muốn nhuộm tóc lâu dài. Số 9, làm mềm thịt bằng bã cà phê. Bã cà phê không chỉ giúp làm mềm thịt mà còn gia tăng hương vị của món ăn nhờ có chứa enzyme và axit tự nhiên. Bạn chỉ cần ướp bã cà phê lên thịt trong vòng 2 giờ trước khi chiên, xào. Khi thịt chín sẽ tạo thành lớp vỏ đen và giòn nhưng cho hương vị thơm ngon. Bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê để ướp thịt và bỏ vào tủ lạnh tối đa 24 giờ trước khi nấu. Số 10, Bã cà phê giúp kích thích mọc tóc nhanh. Bã cà phê sẽ giúp da đầu của bạn loại bỏ tế bào da chết và làm tăng lưu lượng máu trên da đầu để tóc mọc nhanh và khỏe mạnh. Cách thực hiện như sau, trước khi gội đầu, bạn lấy một nắm bã cà phê rồi mát xà da đầu và tóc trong vài phút rồi sau đó rửa sạch lại như bình thường. Bạn tẩy tế bào chết cho da đầu 1 đến 2 lần mỗi tuần hoặc khi cần thiết. Số 11, che đi vết trầy trên đồ đạc bằng gỗ nhờ bã cà phê đồ nội thất bằng gỗ thường dễ bị trầy xước. Tuy nhiên, tác dụng của bã cà phê có thể giúp làm che đi những vết trầy xước trên những đồ đạc này. Bạn dùng bã cà phê sẽ giúp đánh bật và làm che đi vết xước bằng cách nhuộn gỗ thành một màu nâu sẫm. Sau vài giờ, nếu bạn vẫn chưa hài lòng về độ che phủ của bã cà phê thì có thể tiếp tục những thao tác trên cho đến khi hài lòng. Cách thực hiện như sau, bạn tạo một hỗn hợp với bã cà phê và nước. Sau đó, bạn dùng tăm bông cho hỗn hợp lên vết trầy xước và để yên trong 5 đến 10 phút rồi lau lại bằng khăn mềm. Trên đây là thông tin về 11 công dụng tuyệt vời của bã cà phê có thể bạn chưa biết mà mẹo vặt cuộc sống chia sẻ đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.